nhận định bóng đá, dự đoán kết quả trận đấu đội tuyển Uzbekistan gặp Thái Lan, hai đội bóng cùng chơi tốt ở vòng bảng sẽ đụng độ nhau ngay ở vòng 1 trên 8. Thái Lan được xem là niềm tự hào Đông Nam Á ở vòng bảng ASEAN CUP 2023. Voi chiến đến Qatar với sự hoài nghi trước khi giải đấu diễn ra. Tuy nhiên, đội bóng xứ sở chùa vàng đã khiến tất cả ngạc nhiên với bộ mặt hoàn toàn khác. Sau chiến thắng mở màn trước Kyrgyzstan Thái Lan tiếp tục cầm hòa Oman và đặc biệt là Ả Rập Xê Út tại lượt trận cuối vòng bảng để giành vé đi tiếp ở bảng F với ngôi nhì bảng cùng thành tích bất bại. Kết quả trên cũng giúp Thái Lan xác lập hai cột mốc. Họ đã giành nhiều điểm nhất ở vòng bảng trong lịch sử tham dự ASEAN Cup, 5 điểm. Ngoài ra, Thái Lan cũng lần đầu tiên giữ sạch lưới ở vòng bảng. Cùng với Qatar, Thái Lan là một trong hai đội không để thua bàn nào sau khi vòng bảng ASEAN Cup 2023 khép lại. Đây được xem là thành tích rất ấn tượng với đội quân của huấn luyện viên Masatada Ishii. Uzbekistan đang chơi tốt tại vòng chung kết ASEAN Cup 2023. Tại vòng bảng, đại diện của bóng đá Trung Á hòa Syria 0-0 ở trận gia quân, sau đó thắng dễ 3-0 trước Ấn Độ. Ở trận đấu quyết định vé đi tiếp gặp Australia, đoàn quân của huấn luyện viên Sreko Katanek hòa 1-1 với đối thủ rất mạnh là Australia, qua đó giành ngôi nhì bảng Trung cuộc. Tính trên mọi đấu trường, Uzbekistan đang có mạch 10 trận bất bại với 6 chiến thắng và 4 trận hòa. Đội bóng này sở hữu hàng phòng ngự khá chắc chắn đã giữ sạch lưới ở 3 trên 4 lần ra sân gần nhất. Qatar là hai đội có thành tích giữ sạch lưới ở vòng bảng. Nói về thử thách xuyên phá hàng thủ của voi chiến, tiền vệ Odilon Samrobekov của Uzbekistan cho biết Thái Lan là đội bóng mạnh, chưa thủng lưới lần nào ở ASEAN Cup 2023. Trận đấu tới sẽ là thử thách lớn với chúng tôi. Ở 3 trận đấu tại vòng bảng, Uzbekistan đã thi đấu mà không có tiền đạo đúng nghĩa nào. Chúng tôi sẽ tìm ra giải pháp để ghi bàn ở trận đấu tới theo đúng phong cách chơi của mình. Về phía Thái Lan, Voi Chiến đang gây ấn tượng tại ASEAN CUP 2023 bằng hàng phòng ngự chắc chắn. Đã đối mặt với tổng cộng 36 cú sút ở vòng bảng, thậm chí cả phạt đền, đoàn quân của huấn luyện viên Masatada EC vẫn chưa một lần phải vào lưới nhặt bóng. Giống Uzbekistan, Thái Lan cũng khép lại vòng bảng với thành tích một thắng và hai hòa, có 5 điểm và đứng nhì bảng F. Dưới thời huấn luyện viên EC Thái Lan vẫn chơi tấn công đa dạng và hiệu quả. Tuy nhiên, đội bóng xứ chùa vàng cũng cho thấy khi cần phòng thủ để đạt mục đích có điểm, họ cũng có thể làm được trận hòa Oman và Ả Rập Xê Út đã chứng minh điều đó. Đối thủ của Thái Lan ở vòng 1-8 là Uzbekistan. Đây cũng được đánh giá là đội bóng trên tầm so với các nhà đương kim vô địch Đông Nam Á. Uzbekistan cũng trải qua vòng bảng với thành tích bất bại. Họ bị Syria cầm hòa 0-0 ở trận gia quân, rồi tiếp tục đánh bại Ấn Độ 3-0. Ở lượt trận cuối, Uzbekistan chia điểm với đội bóng mạnh nhất bảng là Australia. Uzbekistan đi tiếp với ngôi nhì bảng B. Uzbekistan không nằm trong nhóm tứ đại anh hào của châu Á. Tuy nhiên, họ cũng là đội bóng thuộc diện tóc khá ở châu lục. Uzbekistan sở hữu lối chơi bóng tốc độ, kỹ thuật và đầy kỷ luật. Trong quá khứ, các đại diện Đông Nam Á, bao gồm cả Thái Lan cũng thường xuyên chịu những kết quả không tốt khi chạm trán với đối thủ này. Thế nên, ngay cả khi đang có phong độ cao ở vòng bảng, Thái Lan chắc chắn vẫn được dự báo gặp nhiều khó khăn khi trước mắt là Uzbekistan. Ở trận đấu tới, Thái Lan đón chào sự trở lại của đội trưởng Bunmathan sau án treo giò sự xuất hiện của hậu vệ trái đẳng cấp và đầy kinh nghiệm này được xem là chỗ dựa tinh thần cho voi chiến trong khi đó ở phần sân đối diện uzbekistan cũng có trong tay lực lượng tốt nhất đội bóng trung á đã cho một số trụ cột quan trọng nghỉ ngơi ít thi đấu ở trận cuối vòng bảng với australia hai trận gần nhất đối đầu thái lan đều thất bại trước uzbekistan như đã nói ở trên thái lan dù đang phong độ cao nhưng vẫn bị đánh giá thấp hơn uzbekistan thậm chí có thể coi đội bóng trung á là khắc tinh của thái lan nhiều khả năng Thái Lan sẽ lại tiếp tục chịu trận trước đối thủ này. Đánh giá về đối thủ, huấn luyện viên Masatada Ishi cho biết Uzbekistan là đối thủ mạnh với hàng phòng ngự chất lượng. Đội bóng này cũng rất mạnh trong tấn công biên. Thái Lan sẽ có một trận đấu khó khăn. Lịch sử đối đầu giữa hai đội đang cho thấy thành tích tốt hơn thuộc về Uzbekistan. Trong bốn lần từng chạm trán Thái Lan, họ thắng 3 và chỉ thua một trận. Tại vòng loại ASEAN Cup 2023, Uzbekistan thắng Thái Lan với tỷ số 2-0. Về lực lượng, Uzbekistan sẵn sàng ra sân với đội hình mạnh nhất. Thái Lan cũng có đầy đủ quân số khi đội trưởng Zirathon Bumathan trở lại sau án treo giò.